không quân Hoa Kỳ sẽ hướng dẫn máy bay phản lực bằng từ trường của trái đất. Thực tế là GPS dễ bị gây nhiễu, giả mạo hoặc là các mối đe dọa từ các đối thủ của Mỹ đã được biết đến rộng rãi. Nếu đối phương phá hủy các vệ tinh GPS của Mỹ trong thời chiến, thì quân đội Mỹ phải có lực lượng dự phòng. Điều ít được công nhận là có nhiều sự lựa chọn xác định vị trí và phương hướng tàng hình khó gây nhiễu hoặc là bị phá hủy thay thế cho GPS. Một máy bay của không quân Hoa Kỳ có thể tìm thấy thông tin bằng cách sử dụng các biến thể nhỏ trong từ trường của trái đất. Các giải pháp thay thế vị trí, xác định vị trí và phương hướng và định giờ, tức là APNT này, bao gồm các phương pháp tiếp cận thụ động như sử dụng tầm nhìn của máy tính, theo dõi các ngôi sao hoặc là địa hình sau các giải pháp xác định vị trí và phương hướng. Kỹ nghệ này có thể được sử dụng trên máy bay như một giải pháp thay thế cho GPS, dễ gây nhiễu hơn so với các thiết bị phát hiện từ trường. Không quân Mỹ đang chuẩn bị thử nghiệm một hệ thống định vị dựa trên một bộ phận có thể tháo rời hoặc là dấu kính mới trên máy bay, có thể thay thế GPS dựa trên vệ tinh trong trường hợp khẩn cấp. Hệ thống sẽ hướng dẫn dò xét về phía dưới, không phải phía trên để định vị dữ liệu bằng cách sử dụng từ trường của trái đất nếu thành công thì kỹ nghệ này có thể cung cấp một bản sao lưu trữ trong trường hợp vệ tinh không gian không hiệu lực hãy tìm hiểu những gì chúng ta đang cần biết định vị dẫn đường và định giờ tức là pnt dựa trên vệ tinh là một trong những đổi mới về mặt kỹ nghệ thay đổi đáng kể mang tính cách mạng mới nhất trong nửa thế kỷ qua các vệ tinh định vị dẫn đường và định giờ như hệ thống định vị toàn cầu GPS của Mỹ, Galileo của châu Âu, GLONASS của Nga và BEDO của Trung Cộng cho phép bất kỳ ai có bộ thu định vị, dẫn đường và định giờ đều biết vị trí của họ với độ chính xác cao trên khắp thế giới. Trong lĩnh vực dân sự, điều đó có nghĩa là hướng dẫn theo từng ngã rẽ trong những chiếc xe và smartphones và về căn bản sẽ không bao giờ bị mất nữa đóng góp nhiều hơn trong lĩnh vực quân sự, nơi các vệ tinh định vị, dẫn đường và định giờ cho phép các xe tăng xác định vị trí của họ trên chiến trường. Máy bay chiến đấu bay theo đường chung quanh hệ thống phòng không của đối phương và hỏa tiễn tấn công mục tiêu với độ chính xác chưa từng có. Hơn 30 vệ tinh GPS của Mỹ cung cấp nhu cầu định vị, dẫn đường và định giờ trên khắp thế giới và các lực lượng quân sự Hoa Kỳ đã trở nên phụ thuộc nhiều vào chúng trong thời bình. Tuy nhiên, các vệ tinh cũng sẽ là mục tiêu chính trong thời chiến, vì đối phương sẽ cố gắng phá hủy các vệ tinh hoặc làm nhiễu hoặc là giả mạo tín hiệu. Cây nhiễu liên quan đến việc ngăn người dùng nhận tín hiệu GPS, trong khi giả mạo dữ liệu định vị sai đến người nhận. Mặc dù những điều này có thể hữu ích khi GPS bị gián đoạn, nhưng chúng bị hạn chế bởi môi trường trực quan, thời tiết và sự thiếu hụt địa hình trên mặt nước. Đó cũng là lúc một kỹ thuật xác định vị trí phương hướng dị thường từ tính mới đang được nghiên cứu tại Viện Kỹ nghệ Không quân có thể ra đời. Theo báo cáo của New Scientist, Không quân Hoa Kỳ đang chuẩn bị thử nghiệm một hệ thống cho phép máy bay xác định vị trí bằng cách sử dụng từ trường của trái đất làm tham chiếu. Hệ thống được lắp đặt thiết bị phát hiện tiêu chuẩn dựa trên khả năng đa dạng phối hợp làm việc để đạt được nhu cầu có thể di chuyển nhanh chóng và dễ dàng. Sử dụng thiết bị dùng để đo đạt cường độ và có thể cả phương hướng của từ trường, để đọc được từ trường liên quan đến một khu vực của trái đất và xác định vị trí của máy bay. Địa chất từ trường của trái đất là một lĩnh vực vô hình, được tạo ra bởi trung tâm và lớp vỏ của hành tinh. Lĩnh vực này được biết đến nhiều và có thể lập bản đồ bằng cách phát hiện các biến thể của một khu vực về phương hướng và cường độ, thường do những thứ như cạn sắt và thậm chí cả các vật thể do con người tạo ra. Không giống như vệ tinh, địa chất từ trường không thể bị bắn hạ và luôn luôn được tồn tại. Không quân Hoa Kỳ lần đầu tiên thử nghiệm dẫn đường từ trường vào năm 2017, khi một chiếc máy bay được trang bị một thiết bị đo từ trường có thể liên tục xác định vị trí trong vòng 13 mét trong một chuyến bay dài một tiếng đồng hồ. Với độ chính xác 13 mét dẫn đường từ trường không ngang bằng với dẫn đường bằng vệ tinh, mặc dù hệ thống này có thể trở nên chính xác hơn trong tương lai. Hệ thống này cũng dựa vào việc thành lập bản đồ từ trường trước khi hoàn thành, và mặc dù điều đó dễ dàng ở Hoa Kỳ, châu Âu và các khu vực của châu Á, nhưng bản đồ chính xác của Nga và Trung Cộng có thể không có kết quả dễ dàng như vậy